Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Hai luật này cùng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã tạo hành lang pháp lý trong công tác phòng chống thiên tai, quản lý đê điều, cơ bản phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và bảo đảm an sinh xã hội. Luật phòng chống thiên tai có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2014. Luật đê điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Tại các tổ thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với việc sửa đổi hai luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị dự thảo luật cần thể hiện rõ nét hơn một số nội dung như đổi mới nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng chống thiên tai, đặt yêu cầu về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai đến năm 2030, đạt trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tập trung đầu tư công trình phòng chống thiên tai, công trình đê điều, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Cũng tại tổ thảo luận, các đại biểu cho ý kiến về sửa đổi bổ sung luật xây dựng. Theo các đại biểu, một số quy định trong dự thảo luật cần tiếp tục rà soát thêm về tính khả thi, tính cụ thể như phân loại, cấp công trình xây dựng công trình cấp bách, quản lý trật tự xây dựng, quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình, bổ sung chế tài để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.